chị mấy em ơi. Em đẹp quá Tây Nguyên ơi. Trái tim anh muốn dơ tan rồi. Không muốn nhìn vào đôi mắt ấy. Chẳng dù làm sao mới ngày nào cũng xin đến tìm người. Ngày nào cũng xin nghĩ gì mà giờ đây cô thắng xin như nàng tiên. Bốn thực nguyên, nguyện bốn mươi. Con bốn mươi, con bốn mươi. Cô thắng gì đây năm, gì đây năm, gì đây. Chiều ngày hai đứa yêu nhau một phút thật nhiều. Chiều ngày hai đứa yêu nhau được có bao nhiêu. Hôm qua hai đứa có chỉ là quạt xa xôi. Ta mơ một mai nhà tranh, ta mơ một cốc liều tình. Chúng ta mua một mà được hai, mỗi vé chỉ có 20.000 đồng mà thôi, mà chúng ta có
cơ hội nhận qua TV Asanjo quý vị. 59 như kiểu qua. Yes. 47. Có luôn. 38. Có. Số 9. Bà đủ cha, bè la nhỏ nhỏ được. 1609 hợp lệ. Chúc mừng em gái. Rồi. Ta giọng cao, kêu người ta nói nhỏ. Rồi, à, kính thưa quý vị, nếu quý vị may mắn trúng thưởng thì chúng tôi có tặng thêm quý vị một cái sticker từ trà sữa T-Boy đằng kia. Quý vị hãy đem số đó và nhận một phần nước miễn phí quý vị nhé. Và ngay bây giờ để lúc nào để dòng loại tiếp theo, chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Xuân Tiên, bài hát được mang tên Duyên Tình. Duyên Tình. Ôi ơi, mấy gì đây xuống gì ra. Dòng loại đặc biệt quý vị do thân kỹ nghe không rõ. Chơi thôi chứ mệt quá, đợi em chút xíu nha. Thôi tôi ông ơi, ông đừng chạy cho ai quên cô cho tôi tìm gọi mặt một con người văn ngoan nguy em gì kỳ. Đối mặt cùng ông tôi có đủ chân lý, một quan tò tâm dân tên tội phạm thì đừng đừng ông ơi đừng nói điểm chi để tôi phải tốt lên bốn tiền. Đậm từ từ cũng buồn theo
tác phẩm rất lớn, cho nên rất mong quý vị khoan hãy xé vội bỏ lá béo quý vị nhé, và cùng đồng hành với chúng tôi để xem chủ nhân có thật sự may mắn không quý vị, và xin mời một vị khán giả bất kỳ sẽ bước lên dò lại những con số ở trên sân khấu giùm em, và em sẽ tặng cho quý vị hai vé vòng loại tiếp theo ạ. Ai ạ? Xin mời ạ. Dạ xin mời chị. Dạ rồi, chị lên hỗ trợ giùm em, xin cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi cầm cái bách giùm em luôn. Rồi chủ nhân đầu tiên của vòng loại đặc biệt với mã số vòng 62 có trên bảng đèn thưa quý vị, và con số vừa kêu 33 có 1, 49 có 2, 25 có 3, 12 có đủ. Dạ hợp lệ, xin chúc mừng. Bị liếc hơi tao chọn chiếc dép bây giờ nó yêu nghiệp. Rồi xin chúc mừng chị nha. Rồi vậy chủ nhân tiếp theo mã số vòng loại 63 có 1, và tức lần lượt bắt ổ bà dò chúng thằng nào. 33 có 1, 49 có 2, 25 có 3, 12. Rất chuyên nghiệp, đem chiếc mực thôi dò luôn. Rồi chúc mừng. Rồi chúc mừng em trai. Gương mặt quen thuộc. Dòng loại 65 hợp lệ. Và số đầu tiên 33, số thứ hai 49, 25, 12. Dạ xin cảm ơn chị. Rồi tặng chị hai vé vòng loại tiếp theo luôn. Cảm ơn chị rất là nhiều. Rồi xin chúc mừng cho ba chủ nhân. Kính thưa quý vị, và giống như những cái dòng loại khác thì dòng loại này có nhiều chủ nhân may mắn, thì chúng ta cũng bắt buộc phải chọn một chủ nhân may mắn nhất, đó là một chiếc TV Asanjo 40 inch. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng quay lòng cầu xem ai là người may mắn nhất tối đêm nay. Và xin mời em áo xanh, có con gấu xanh màu xanh trước. Trời ơi, nó lấy con gấu cùng màu ấy luôn. Tôi nhìn không biết con nào con gấu luôn. Rồi, tiếp theo xin mời chị. Rồi, tiếp theo. Trời sao, lúc mà mình hát thì chỉnh cái mi xô quá, lúc mình nói cái mi ngọt quá vậy nè. Không có, tao có tại vì hát dở á. Không phải. Sao vậy? Có lẽ là chị nên bớt lương âm thanh lại thì miếng nó sẽ trong như thế này. Ôi dạ. Ôi dạ. Rồi 40. Wow. 22 chia buồn. Trời, có 18 chia buồn với em luôn. Ê, chúc mừng cho em trai nha. Hên quá. Khoan khoan, em bước ra đây, bước ra đây cho bà con cộng đồng mạng biết em nè. Tại vì bây giờ gần cả 600 mấy chục người đang xem livestream của chúng ta. Rồi em ơi, em tên gì và đến từ đâu? Dạ em tên Huy, em đến từ Gò Vấp ạ. À. Hả? Chị làm gì có muối mà vậy á? Rồi. Vô đi chị. 419 mắc cái gì mắc.
mừng trăng lên chúng ta cùng múa hát. Đến năm sao lúa hai mùa thơm ngát, mùa về mang bao khúc ca tuyệt vời. 31 ơi, 31, 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 vòng loài vừa rồi anh trai mặc áo một bồn chuối trúng thưởng cái gì nha. Rồi. Banana. Banana. Ghê thì cũng. Bà nội cha là sao có con này nó xuất hiện thì ghê thì cũng. Ông thúc chuối tăng chuối ta. Anh mang chuối cho em nha. Anh có mang được không? Không không. Dò đi má. Anh thắng từ ngày nào? 45 giờ kia qua. Có một. 51. 51 có 2. 26. 26 có 3. Số 3. Hợp lệ. 831. Xin chúc mừng anh trai. Rồi chọn gấu đi anh. Nếu không lấy gấu lấy bóng cũng được. Rồi cái thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng mình sẽ đang giúp một vụ gặp lại tiếp theo. Và trên sân khấu thì trở lại của nữ hoàng chạy nợ quốc gia, quý chức vàng chạy nợ châu Á, 3 lần du lịch chạy nợ quốc tế, Diệp Thanh Thanh.